Đây là view đồ nha, không phải là view gái nha. Chêu anh em tí thôi. Rồi, hai, chào các bạn anh em. Quay trở lại với video của channel Phong Rewind. Cũng khá lâu rồi mình không làm mấy cái video review đồ ha. Vừa rồi mình có chuyến công tác đi Sài Gòn 2 tháng nên hàng nó tốn hơn nhiều. Hôm nay mình view những cái mặt hàng mà mình chưa tự gần như là chưa từng view trước đó ấy. Đây, những cái hàng này có thể mình cũng có đăng trên web sơ rồi nhưng mà chưa bao giờ view cả. Hôm nay mình sẽ làm sơ qua một cái video để review tất cả các sản phẩm mà gần như là mới mẻ đi ha của bên mình. Nó cũng hơi bị nhiều đồ ha, mình sẽ view lần lượt đi. Sản phẩm đầu tiên đó chính là cái đế, đế để máy mài ha. Này mình sẽ quay nhanh nên nó sẽ không chi tiết lắm. Đây, view tổng thể cho anh em dễ xem. Đây là hãng của Miniqui các bạn nhé. Anh em nào hay sở sản phẩm thì sẽ biết cái thương hiệu của Miniqui ha. Chuyên về các cái loại máy khoan mài cắt mini, hàng nội địa Trung Quốc. Các sản phẩm của nó khá là đẹp. Trước đó thì mình có view một cái đế chân giữ máy khoan ấy, biến máy khoan thành máy khoan bàn của Miniqui trước đó rồi. Mình sẽ quay lên bốn hướng nha. Đấy, mặt đầu tiên của nó này. Cái này nó có một cái ưu điểm là nó không lắc giống như các cái đế khoan cát, đế cát khác. Đây, mặt trước của nó. Ở đây nó có ETO luôn nhá. Nó đi kèm theo ETO của nhà sản xuất luôn. Rất là gọn nhẹ, thiết kế cũng khá là đẹp. Đấy, cái này dùng cho thợ không chuyên nghiệp. Đây, để chắn cái mạt ha. Thiết kế rất là đầy đủ, nhỏ gọn. Thì căn bản thì nó như một chiếc máy cắt bình thường. Tức là bạn nào nhu cầu sử dụng như thế này, bạn nào có nhu cầu sử dụng ít, thường cắt những cái chi tiết nhỏ, cắt mấy cái vớ vẩn thôi, thì các bạn chọn cái này. Tức là các bạn sẽ tận dụng, thay vì các bạn mua một cái máy cắt lớn, các bạn mua cái đế này, các bạn cắt lặt vặt thôi nhá. Nó không sử dụng cho chuyên dụng được đâu. Anh em nào thường hay làm cơ khí thì các bạn nên dùng máy cắt chuyên dụng. Thế là mình khuyên như vậy. Còn anh em nào mà làm ít, mà làm những cái nhỏ nhỏ ấy, mà muốn tận dụng lại mà không muốn bỏ ra thêm tiền để mua thêm một cái máy cắt lớn, thì dùng cái này cho nó tiện. Đấy, nhỏ gọn, xách đi đâu cũng được. Còn cái phần link phía dưới thì mình sẽ đính kèm cho anh em. Vui lòng là truy cập vào link hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video ha. Tại vì nó như sản phẩm thì mình sẽ view nhanh qua thôi ha. Phụ kiện tiếp theo đó là phụ kiện cho máy cắt luôn. Cái sản phẩm thứ hai mà mình giới thiệu đó là đầu chuyển máy cắt thành máy khoan. Thực tế nó là một cái đầu măng răng. Kẹp tối đa là 10mm ha. Nhỏ nhất là 1.5. Tối đa là 10mm. Nó giống như đầu B10 vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ hỗ trợ cái răng luôn ha. Nó có răng luôn. Răng M10. Và nó sẽ hỗ trợ ở đây. Các bạn sẽ chú ý vào đây. Đây là gắn trực tiếp vào cái cốt M10 của máy cắt luôn nha. Đó. Tức là nó sẽ giúp cho các bạn chuyển chiếc máy cắt thành một chiếc máy khoan. Trong trường hợp là các bạn muốn tiết kiệm, thay vì mình có một cái máy cắt thôi hoặc là khoan bị hư chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái này để các bạn mài ha. Còn khoan thì cái tua của nó hơi lớn, khoan của máy cắt này thì tua của nó rất lớn. Khoan cũng được nhưng mà các bạn khoan một cái vật nó thích hợp một chút. Còn không thì các bạn phải sử dụng một cái máy cắt như thế này. Đây có máy cắt có hỗ trợ điều tốc ha, 220. Nó có nút điều tốc 6. Đây này, nó cái nút điều tốc ở đây. Là các bạn có thể điều chỉnh tốc độ 220. Đấy. Nó có cái loại máy cắt này ha. Còn ở đây thì các bạn có thể dùng để mài, thích hợp mài hơn, kẹp cái mũi mài đa năng chẳng hạn. Ở đây nè. Đấy, ok. Rồi mình thử vận hành nó thử nhá. Đấy, tốc độ của máy mài rất cao. Cái
Cái sản phẩm thứ ba và thứ tư thì mình sẽ giới thiệu chung luôn, đó là này gọi là dây chuyển động nối dài. Cái này là nhỏ trước này, mình sẽ view cái nhỏ trước thì nó sẽ như này, nó nhỏ như cái bút vậy, thấy không? Ở đây nó có một cái đầu kẹp mũi khoan mài cắt đấy. Ở đây nó có một cái dây chuyển động, đây là dây nhỏ thôi. Anh em nào mài nhỏ, những cái chi tiết nhỏ này các bạn sẽ không thể nào dùng cái máy mài to để các bạn luồn và các bạn mài được. Những cái thường sử dụng trong cái việc như là mỹ thuật á, mỹ nghệ á, đấy thì anh em sẽ sử dụng cái này nha. Đây này, các bạn có thể thấy được, hình dung được là nó sẽ sử dụng những cái loại mũi mài hoặc mũi cắt như thế này. Này, có rất là nhiều cái chi tiết. Thợ chuyên nghiệp thì họ sẽ sử dụng những cái loại này tùy vào một cái mục đích mà họ sẽ sử dụng. Đây là loại nhỏ các bạn nhé, loại sử dụng cho những cái nhỏ hơn. Đó, ok, mình sẽ view đến cái sản phẩm thứ tư, cũng cùng là dây chuyển động nhưng cái loại này dùng cho máy lớn hơn. Tốc độ của con này là tối đa là 5.000 vòng ha. Ưu điểm của con này là gì? Ưu điểm của con này đó là dây của nó cốt lớn hơn, nó sử dụng cho những cái công việc lớn hơn và nó sử dụng đầu kẹp GTO 4mm. Đây, nó sử dụng GTO 4mm. Như vậy nó có thể kẹp được những cái mũi khoan to hơn và những cái đầu mài to hơn và tốc độ của nó lên tới 5.000 vòng. Thì nó mài khá là ok. Tuy nhiên nó sẽ bền hơn những cái loại nhỏ khác và nó phải thiết kế to hơn, nó dễ dàng tháo rời hơn. Đây, nó sử dụng cốt nối bi này. Sản phẩm này của Hilda các bạn nhé. Cái sản phẩm của Hilda, nếu bạn nào đã sử dụng rồi thì sẽ biết được cái thương hiệu của Hilda. So với cái giá thành và cái sản phẩm đấy thì nó rất ok, chứ đừng có so với các cái hàng của thương hiệu như của Nhật hay của Mỹ nhá. Tại vì cùng phân khúc, nó không có cùng phân khúc, không có cùng đẳng cấp để mà so đâu. Hàng của Mỹ Nhật thì nó phải giá gấp đôi gấp ba đó. Đây, các bạn gắn cái đầu kẹp mũi khoan vào đây rồi thì các bạn xoay cái mũi khoan thì cái này nó cũng xoay theo nha. Mình chỉ mô phỏng thôi. Đấy, mình thấy cái bộ này nó rất đi hợp gu với nó luôn. Một cái bộ này này, hợp ghê luôn á. Máy mài của Boss ha, chân của Mini-Quy và cái đầu mài của Hilda ha, nó trở thành một cái bộ combo cực kỳ đẹp luôn. Vừa khoan vừa mài vừa cắt, một cho tất cả. Tùy con này, mà nếu mà con này có điều tóc nó đúng tuyệt vời luôn, công tắc chốt với lại điều tóc nữa là quá đẹp. Tùy những cái tốc độ mà anh em có thể chuyển sang cái những cái thiết bị khác nhau, khoan được, mài được, cắt được ha. Xin nhắc lại là về giá thì các bạn vui lòng tham khảo thông tin link phía dưới sản phẩm nhé. Có thể là mình sẽ post link Shopee, Sendor, Lazada hoặc Tiki nếu có. Có thể liên hệ trực tiếp website của mình là phongdiy.com hoặc liên hệ trực tiếp số Zalo để check giá. Các bạn nên liên hệ vào giờ hành chính, tại vì ngoài giờ thường thì mình sẽ không làm. Rồi, mình bỏ cái này hai sang một bên ha. Bỏ cái này sang một bên. Cái sản phẩm tiếp theo đó là gì? Hai cái sản phẩm tiếp theo cũng thuộc về khoan mài cắt. Đây là cốt nối dài cho M10. Mình thấy Trung Quốc sản xuất cái gì nó cũng sản xuất hết, rất là có nhiều cái rất là hay luôn. Thế giới không có đâu, Trung Quốc cái gì nó cũng làm được, hay thật. Đây, các bạn sẽ thấy nó là đầu kẹp M10 ha, lưỡi cắt chuẩn 110mm đến 120, cốt 16 ha. Nó là như thế này. Đó, các bạn gắn nối dài ra. Nối dài hoặc là gì? Một là các bạn có thể nối dài, hoặc hai là các bạn có thể độ chế cái này sang một cái máy cắt khác, tùy nhu cầu thôi. Ý tưởng hay là sáng kiến của mỗi người nó khác nhau. Các bạn biết là ở những cái máy mài góc như vậy này, nó muốn mài ở một cái lỗ sâu xuống nó sẽ không mài được và bắt buộc nó phải nối dài ra. Chắc chắn cái gì sinh ra phải có ý nghĩa của nó. Nếu anh em nào mài mà gặp khó khăn thì có thể sử dụng thêm cái này ha. Chuyên mài thì nên sử dụng thêm cái này. Nói sang sản phẩm tiếp theo đi, sản phẩm thứ 5 đi. Nó là cái bộ chuyển khoan thành cắt các bạn, từ cắt chuyển thành khoan, bây giờ lại từ khoan chuyển thành cắt. Đấy là chịu luôn. Chịu ông Trung Quốc.
mà nó có cái hay đó, ví dụ như các bạn có máy khoan mà các bạn không có máy cắt ha, ngại sang nhà hàng xóm mua cái máy cắt thì mua cái này thôi. Ok, ở đây nó có sẵn cho các bạn một cái bạc đạn và một cái trục M10 dùng lưỡi cắt tầm 16 cuốc 10 mm, đĩa bán kính khoảng đường kính khoảng 110 mm ha. Các bạn gắn khoan vào đây mình tả thôi nhá, sau này mình sẽ view kỹ hơn. Ở đây clip dài, chắn dài thì mình sẽ làm vậy thôi. Đút bộ khoan vào đây, kẹp khoan vào đây ha, sau đó quay kiểu như vậy, đút đầu kẹp bộ khoan vào đây đó, cốt 10 ly xong, thấy không? Đây là cái khoan các bạn bỏ vào đây. Tiếp theo là các bạn sẽ gắn cái lưỡi cắt vô. Đây nào. Đó. Nó cùng anh em với nhau hết. Giờ. Đó, các bạn kẹp lưỡi cắt vào đây rồi các bạn quay. Đấy, cái bộ sản phẩm của nó sẽ như thế này ha. Ok. Rồi, chắc là anh em hiểu rồi. Mình sẽ bỏ qua một cái chi tiết khác. Vẫn thuộc danh mục khoan mài cắt, mình sẽ có cái bộ sản phẩm như thế này. Đó là cái hộp về ngoài của nó. Trên đây nó có những cái phụ kiện đi kèm này, một vài cái phụ kiện đi kèm như là mũi khoan nhỏ này, mài này, cái đầu mài, đầu cắt ha, nhám. Rồi, đóng lại. Hộp cũng khá là xinh. Giá sản phẩm cũng dễ thương lắm. Giá sản phẩm của cái này cực kỳ dễ thương luôn. Rồi mình sẽ unbox cái này. Cắm điện luôn ha, 220. Mở dây là cắm điện luôn. Mình sẽ view cái thông số adapter cho nó, cho các bạn xem. Đây là một cái adapter 220 sang 1,5A này, nguồn 18 đến 36V DC 2.2A. Đây là cái núm để điều chỉnh tốc độ này. Nó đi theo combo của máy luôn nha. Đây là cái phần nguồn. Và mình sẽ cắm vô để test luôn. Rồi cắm điện vào đây. Đầu tiên ở cái phần nguồn là các bạn để ý ở đây này, nguồn này, thấy chưa? Nguồn nó có báo đèn luôn. Và nó có núm điều tốc ở đây luôn ha. Ở đây là cái công tắc, mình view thật nhanh, video hơi dài đấy. Đây là cái công tắc của nó này, rồi đảo chiều nha, này, nó êm lắm các bạn, thấy nó êm không? Êm ru luôn. Nhưng cái công suất của nó thì sẽ không cao, nó sử dụng cho các bạn là mình nghĩ rằng cái này này nó sử dụng cho cái việc việc nào nhỏ thôi, mà những cái chi tiết mịn thôi, mà hoặc cắt những cái tiết nhỏ, ví dụ như bạn thường xuyên làm những cái gì đó mà liên quan đến nhựa này hoặc mica cắt mài thì dùng con này nó tiện này. Nó nhỏ không, rất là nhỏ, thấy chưa, còn chưa được 20 phân nữa, cực kỳ nhỏ luôn. Cái ưu điểm của nó là sử dụng cái đầu khoan của GTO 4 mm, nó có thể kẹp được rất là nhiều các cái mũi khoan hoặc là các cái chi tiết. Các bạn có thể sử dụng chung với cái bộ giống như máy mài đa năng á. Cái ưu điểm của thằng máy mài này này. Máy mài này nó khác so với những cái đầu của đầu chuyển động như vậy. Là các bạn chỉ kẹp được cái đuôi chân như này thôi. Không kẹp to hơn được. Nên cái ưu điểm của thằng này với cái thằng Hilda nó khá giống nhau. Đấy. Nếu các bạn mua này rồi thì khỏi mua này cũng được. Tại vì cái này là các bạn phụ thuộc vào những cái máy khác. Cái này cũng chất lượng tốt mà nó có thêm dây chuyển động nữa, cũng dễ thực hành hơn. Về thiết kế thì con này có bề ngoài là vỏ bọc nhôm các bạn nhé. Đây đựng kim loại luôn, nhôm này, nhôm sơn anode ha. Rồi, rất êm, tại vì công suất của nó chỉ khoảng 7 mấy W thôi đấy, nó để khoan nhựa thôi nhá, mica gì đó thôi, còn sắt xếp thì mình chưa thử. Nhưng mà nhựa với mica thì chắc chắn nó khoan được rồi. Còn đây là đảo chiều nhá. Mở ốc gì đấy. Con này mình nghĩ mở ốc chắc nó tiện hơn đấy. Đây. Này, thấy không? Đảo chiều. Đây. Con này mình thấy chắc mở ốc tiện hơn. Những anh em nào chuyên mở ốc. Tại vì cái thế này, thế của nó là thế mở ốc này. Đấy.
Ngoài ra là nó điều chỉnh được tốc độ, mở ốc có lẽ là tiện hơn, là điều chỉnh tốc độ vặn núm này, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên này, bạn nghe nhé, thấy không? Tiếng của nó sẽ tăng lên, tốc độ tăng lên. Ok. Phụ kiện đi kèm của nó sẽ bao gồm có bốc hờ, full bốc, cục sạc adapter đa năng, và khóa này, móc treo này, và một máy. Máy này mình nghĩ mở vít thôi, tiện. Anh em nào chuyên mở vít thì làm con này. Ok, sản phẩm cuối cùng trong cái series khoan mài cắt hôm nay đó chính là bộ khoan pin. Để bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm vỏ. Đây, vỏ của nó sẽ như thế này. Có thêm một cái bộ vỏ nhỏ cho anh em, xinh xinh. Giá cũng dễ thương luôn. Cái con này mình sẽ công khai, cái con này thì mình sẽ công khai giá luôn ha. Giá hiện tại thì mình đang bán ra là khoảng 450 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Lên sản phẩm các bạn có thể xem tại Shopee, Sendor và Lazada. Mình sẽ úp dần ha. Thì cái sản phẩm này như thế nào? Mình sẽ review cho anh em xem tại sao nó có cái giá đó. Thì đây là bề ngoài của nó, qua video mà anh em có thể thấy. Bên ngoài được thiết kế bằng nhựa siêu bền, nhựa chống sốc ha. Tất cả nó được thiết kế bằng cao su này. Những các bạn cầm tay rất là thoải mái. Dáng của nó thì bo rồi. Đấy. Thường làm trần thạch cao hay bắn gì đây, bắn quảng cáo thì các bạn dùng các cái loại pin 24V ấy thì nó rất nặng. Con này duy nhất là 4 pin này, mà nó để cái pin của nó các bạn để ý này, 18.6 à 16.8 ha. Nó là 4 cục pin lithium 18650. Đó. Và nó để vừa khít cái đế pin này. Còn ngoài ra nếu 5 con thì bắt buộc là phải sử dụng cái đế pin to như này này, ngang ngang như này này. Đấy. Nó hơi nặng hơn. Và khi các bạn bắn thì nó hơi bị vướng. Con này cầm rất chắc tay. Pin của nó không bị rung lắc nha. Đó. Mình sẽ review cái điểm mạnh và điểm yếu của nó sơ sang cho các bạn. Rồi mình sẽ có một cái video tổng thể. Sau này mình sẽ review từng cái sản phẩm một chi tiết hơn. Còn hôm nay thì mình sẽ review sơ qua thôi. Đầu tiên về cấp số, nó sẽ có hai cấp số, 1 và 2 ha. 1, 2 thì nó sẽ mạnh hơn. Đó. Sử dụng motor phổ thông thôi, 550. Motor chổi than. Cấp số trượt 15. Cấp số trượt thì để làm gì? Đấy, cấp số trượt là ví dụ như các bạn là vặn ốc đi mà nó không muốn không bị trờn á thì các bạn để cấp số trượt như vậy ha. Đó, các bạn để cấp số 1 thì nó sẽ trượt. Các bạn cầm các bạn hạ là được, tức là bắn ốc tới nó sẽ chống bị trờn ren ốc ha. Còn cái độ khỏe và cái độ êm của nó thì các bạn có thể cảm nhận được qua video luôn này. Đây là đầu kẹp mũi khoan của nó. Cái khoan này thì mình dùng rồi, bóc ra dùng rồi, một con cũ luôn rồi. Đây, con này đã bóc ra sử dụng rồi này, cũ luôn rồi ha. Chờ nó rồi. Cảm thấy nó ok, khá bền luôn. Mấy anh em xung quanh này dùng cảm thấy ok lắm. Nên mình nhập về để giới thiệu với anh em. Thì ưu điểm của nó là 16.8V ha, hai cấp độ, không búa. Rồi, đảo chiều, 3 nấc. Một này, thuận này, tắt này, khóa này, rồi nghịch này. Đó, ok. Cấp số trượt 15, ok. Có hỗ trợ led nhá, led của nó rất sáng này. Thấy sáng hơn mấy con mà mình dùng trước đó. Cái này hỗ trợ cho các bạn làm việc buổi tối ha. Thiết kế thì các bạn nhìn cái thiết kế bên ngoài của nó khá là đẹp, không đến nỗi đâu.
Thì combo của cái sản phẩm này nó sẽ gồm có một thùng, một pin, một máy và một cục sạc. Sạc thì nó sẽ có đèn LED ở đây. Các bạn sạc đầy á thì nó sẽ báo màu xanh. Hết yếu pin nó sẽ báo màu đỏ ha. Có chế độ báo sạc đầy tự ngắt. Ok. Ở đây nó có để thêm một cục pin nữa. Cái phiên bản thứ hai thì mình sẽ có mua nhập thêm pin rồi. Hiện tại ở cái lô này thì mình chưa có pin rồi ha. Bạn nào hư pin hoặc là muốn mua hai pin thì có thể liên hệ thêm. À, pin ở đây, để thêm cục pin ở đây được nè. Nó sẽ có cái lô hai pin cho anh em. Đó, thấy không? Cục pin để đây nữa, xong chuẩn đẹp. Đấy, như vậy nè. Lấy cục pin bên này ra. Xong. Nó sẽ có combo một pin và hai pin ha. Ngoài ra thì có thể mua thêm pin thứ ba cũng được, tùy vào nhu cầu của anh em sử dụng như thế nào thôi. Nhỏ gọn, dễ thương. Giá cũng rất là dễ thương luôn, 450k cho cái bộ sản phẩm này. Một pin nhá. Chưa gồm phí ship, ok. Anh em để ý thì ở đây mình có một đống khoan pin luôn. Đấy. Khoan này mình bên mình đang bán là 350 nè. Khoan này thì nó hơi cũng được. Đây. Hiệu của Long Jun, Long Vum đấy. Còn con này xài rất là ok này, nhưng mà hiện tại thì nó không sản xuất nữa. Đây là con này mình giữ lại làm kỷ niệm thôi, dùng rất là ok. Con này trước đó Mắc Thắng Kênh Sáng Tạo cũng view rồi. Còn đây là hàng hãng của Total ha, dùng cũng được thôi. Ở đây thì mình so sánh là gì? So sánh với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra, chứ đừng so sánh nó với một con cao hơn ha. Ví dụ như các bạn bỏ ra cùng bằng lấy tiền, các bạn mua cũng một con Khon 450 ngàn, thì các bạn đem so với con này, thì các bạn sẽ thấy cái ưu điểm vượt trội của con này ha. Nó sẽ hơn những con Khon khác. Còn đừng so với con này, với con này. Con này giá của nó gấp đôi con này mà. Con này nó tới 900 ngàn lận. 900 ngàn, bộ hai pin. Còn con này là 450 ngàn ha. Còn con này cũng vậy, đừng có đo. Đo với gì, với đi quay. Nhưng con này đi quát của Trung Quốc này. Hôm nào mình sẽ review ha. Cái cú lừa như thế nào. Đấy. Review cho anh em xem. Con này xài không qua con này đâu. Đấy, nghe hai hai con không? Con này để mang tiếng là 24V này. Mà nghe nghe này. Thấy không? Con này này. Thấy chưa? Khác hẳn luôn. Bấm nó con này nó giật 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 luôn này. Đấy, con này bấm này. Thấy không? Thấy chưa? Con này bấm là giật 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 đó. Các bạn thấy nó khỏe hơn rồi. Rồi. Oh, nó còn phát sinh thêm hai cái sản phẩm nữa ha. Mình sẽ view nhanh luôn nha. Cái kit tiếp theo đó là cái bộ kit chuyển khoan thành cứ kiếm. Cái này mình view nhanh thôi. Cái này thì mình nghĩ là nó không khả quan lắm đâu. Thấy hay hay thì nhập về vài bộ giới thiệu cho anh em thôi. Mình nghĩ cái này chắc chất giá rồi bán xả hàng thôi. Tại vì thứ nhất cái chất liệu của nó bằng nhựa này. Hoặc là các anh em nào thích đam mê thì chế thành cưa lọng ha. Chế thành cưa lọng tại vì cái nguyên lý của nó đơn giản thôi. Đấy, nó thụt ra thụt vào thôi. Ở đây các bạn để gắn lưỡi cưa lọng nhỏ này. Hoặc là lưỡi cưa kiếm này. Đây này. Đây này có hai lưỡi cưa đi sẵn theo combo luôn ha. Ok. Mình sẽ không view cái tổng thể ha. Giới thiệu nhanh qua thôi. Okay. Cái sản phẩm thứ hai phát sinh trong cái bộ khoan mài cắt đó chính là bộ máy tiện mini ha. Đây là cái phần toàn bộ của phần khung của máy tiện mini này. Cái này thường là dùng cho anh em nào tiện hạt hoặc tiện những cái gì đồ gỗ nhỏ nhỏ thôi nha. Hoặc là có thể mài hay tùy nhu cầu của mình. Ở đây nó có một cái bộ kit
gồm có một motor 75 hai đầu, nó trừ cho các bạn một đầu ở đây để có thể gắn thêm cái phụ kiện như là máy mài khuân này ha. Rồi nó có một cái khung nhôm, tất cả là khung nhôm định hình ha. Phần này thì có thể trượt ra trượt vào được trên cái khung nhôm định hình này, và cũng có một cái phần vỏ bọc chống bụi luôn. Ở đây nó dùng một cái đế SK cho cái đầu định tâm này ha. Cái này nó đi theo combo luôn, không có bán lẻ các bạn nhé. Nguyên cái full combo của nó luôn, đầy đủ một bộ này. Và kèm có cái giao tiện luôn. Giao tiện của nó thì cũng ở cái mức bình thường thôi. Anh em là chuyện tiện chuyên thì mua thêm dao R nhá. Ở đây nó có thêm một cái bộ nguồn, thêm một cái adapter. Cái nguồn này là bộ nguồn đa năng này, nó khá giống so với cái bộ nguồn của cái cơ bản trước đó mình view được ha. Các cái giấc nắp để có thể điều chỉnh tốc độ này. Ở đây nó sẽ dao động ở cái giải là từ 12 cho đến 24V ha. Công suất của nó thì cũng không cao lắm. Bộ này thì sẽ là bao nhiêu A đây? 4A các bạn, nó rơi vào tầm khoảng 100W thôi nha. Chưa đến là 90W thôi. 24V. Ở đây nó có một cái jack đực cái 5 ly này để cắm trực tiếp nguồn vào đây luôn nha, cắm vào đây luôn. Rồi đó. Công tắc này. Các bạn thấy công tắc ở đây, ở bên này nó có công tắc nguồn luôn. Đấy. Rồi đơn giản vậy thôi ha. Tăng tốc độ nhanh chậm hay như thế nào thì tùy các bạn thôi. Ở đây các bạn có thể thay nâng cấp được bằng motor 895. Nếu các bạn không thích cái motor 75 này, các bạn có thể nâng cấp nó bằng motor 895 ha. Cái đế này nó dùng được cho đế 895 luôn này. Ok.